Nói về tiếng Anh ấy, thì trước khi tớ đi du học, tớ cứ nghĩ là tớ giỏi tiếng Anh, và có thể là bạn cũng thế. Thực sự thì 90% người Việt đi du học nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Tại sao ấy? Thì tại vì có thể là bạn lúc nào cũng được trên 9 về tiếng Anh, thi TOEFL được điểm cao, xem phim Mỹ không cần phụ đề, hoặc là bạn học trường Am, tất cả những thằng học ở trường Am ấy, thì nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Hóa ra tất cả những thằng học am đều nghĩ mình giỏi tiếng Anh à? Mình thì khác. Bản thân mình trước khi đi thì mình nghĩ là sang đây mình mới có thể giỏi tiếng Anh. Thế nên là số liệu 90% là bạn lấy từ đâu ra vậy? Phần thử rất đơn giản. Nếu mà bạn làm được một trong hai hoặc là cả hai việc sau đây thì chứng tỏ là bạn giỏi tiếng Anh. Thứ nhất ấy, bán đồ của em Mỹ. Tôi nói là Mỹ nhé, không phải Miến Điện, không phải Lào, không phải Campuchia, không phải Việt Nam, Mỹ. Tán đổ một em Mỹ thì chứng minh là bạn giỏi tiếng Anh. Tán đổ một em Mỹ chẳng chứng minh một cái gì cả. Thứ nhất, con gái Mỹ cũng có nhiều loại. Có loại thích những thằng đẹp trai, có loại thích những thằng ngoại hình hấp dẫn, loại lại thích những thằng nói chuyện hay, có loại thì lại thích tính cách hay, hoặc là có loại thì lại thích những thằng đàn ông chín chắn và trưởng thành. Hai loại đầu thì mình nghĩ là bạn không cần mồm mồm cho bóng đồ. Ba loại sau tuy có phụ thuộc vào khả năng giao tiếp, nhưng đa phần là phụ thuộc vào nhân cách, tính cách và nhận thức của bạn và điểm chung giữa hai người. Hai, theo quan điểm của bạn thì phải là một em Mỹ mới chứng minh là bạn giỏi tiếng Anh. Thế tức là tán đổ một em Hàn Quốc thì chắc chứng tỏ bạn giỏi tiếng Hàn Quốc. Hoặc là tán đổ một em người Đức chẳng hạn thì chứng tỏ bạn giỏi tiếng Đức, đúng không? Có rất nhiều những ví dụ để chứng minh cho cái quan điểm phía trên của bạn là hoàn toàn sai lầm. Như là mình có một đứa bạn mà người yêu nó là một cô người Mỹ. Theo như bạn nói thì thằng này sẽ là rất khủng tiếng Anh, đúng không? Nhưng rất tiếc là nó biết rất ít và nói rất ít tiếng Anh. Tại sao? Bởi vì hai đứa nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Hoặc một ví dụ nữa là bạn ở Mỹ thì bạn phải hiểu rằng đây là nơi có sự đa dạng và phong phú nhất về văn hóa và ngôn ngữ. Có rất nhiều người mang quốc tịch Mỹ nhưng họ không hề nói tiếng Anh. Thế nên tán đổ một em người Mỹ mà trong khi đó tiếng Anh của em ý còn kém hơn bạn thì đâu có chứng minh là bạn giỏi tiếng Anh, đúng không? Tưởng tượng mấy ông bà giáo viên tiếng Anh của bạn sẽ nói gì khi mà bạn dùng cái quan điểm này trong bài luận văn của bản thân. Tóm lại, mấu chốt của việc giao tiếp giỏi bằng một ngôn ngữ khác không thể hiện bằng việc tán gái bản địa, mà nó thể hiện qua bản truyền tải, truyền đạt thành công những nhìn nhận, ý tưởng, quan điểm của bản thân tới người đối thoại. Đó là quan điểm thứ nhất, còn về vấn đề xin tiền thì mình sẽ nói sau, bởi vì nó có nhiều chi tiết cần được xác thực hơn. Nhà bạn học tiếng Anh thì bạn có thể từ Quân Châu, luyện từ ngữ pháp điên đảo, bạn có thể biết rất nhiều từ mới, từ khó, một câu mới, một câu rộng mà một tay có thể nó không được dùng. Bạn nghĩ là bạn siêu giỏi tiếng Anh, bạn có thể là nghĩ bạn giỏi tiếng Anh hơn cả một tay. Thế nhưng có một phần rất quan trọng của tiếng Anh đấy là giao tiếp, là bạn bỏ qua hoàn toàn. Bạn không thể luyện giao tiếp một mình nữa. Tương tự như là tiếng Việt nhé, nếu bạn ở nhà cày từ ngữ pháp tiếng Việt, luyện một câu tiếng Việt, đọc rất nhiều sách tiếng Việt, điều đấy không có nghĩa là bạn sẽ nói chuyện hay hơn, hay là bạn sẽ tán gái giỏi hơn, hay là bạn sẽ giao tiếp tốt hơn. Sự thật đấy là giao tiếp là chìa khóa của sự hòa nhập. Nếu bạn muốn hòa nhập một môi trường mới, bạn phải làm được giao tiếp. Ở đây bạn mới chỉ đề cập đến một khía cạnh của giao tiếp, mà trong trường hợp này là giao tiếp để hòa nhập. Đây là giao tiếp đời thường trong xã hội, là giao tiếp giữa người với người, bạn bè, gia đình, tức là không cần phải tuân theo những quy tắc nhất định. Bạn sử dụng từ lóng nhiều hơn những thứ được học trong trường, như là chém gió, chém bão, vờ lờ, ném đá giấu tay, vét mương vét mảng. Thế nên đây là giao tiếp thông thường. Còn một khi bạn đã phải đứng nói trước lớp, trước đám đông hoặc trước công chúng để thể hiện quan điểm của bản thân thì đó không còn là giao tiếp để hòa nhập nữa. Bạn sẽ phải tuân thủ những quy tắc nhất định, như là cách dùng từ cho phù hợp, rồi cách kết hợp câu, rồi cách đưa ra những ý kiến luận điểm theo một trình tự rõ ràng, rành mạch. Và đây là lúc mà cày như một con trâu, rồi luyện từ ngữ pháp điên đảo, rồi biết nhiều từ và mẫu câu trở nên cực kỳ có giá trị. Tán gái
giỏi thì phải tán gái nhiều, nếu muốn nói chuyện hay phải nói chuyện nhiều, nếu muốn giao tiếp tốt ấy thì giao tiếp nhiều. Cách duy nhất để giỏi giao tiếp ấy là giao tiếp nhiều, nên là bạn phải đi ra nói chuyện thay vì ngồi trong nhà đọc sách hoặc là làm bài tập tiếng Anh. Luyện tập chỉ là một phần nhỏ trong giao tiếp và cách nói chuyện. Cái quan trọng là bạn phải có cái đầu và phải biết suy nghĩ. Nếu không thì bạn cũng chỉ là một kẻ la liếm mà thôi. Quay trở lại quan điểm thứ hai là xin tiền một thằng Tây. Thì lúc đầu mình cứ tưởng là ý bạn là phải giao tiếp kinh đến nỗi mà cứ ra đường chỉ cần mở mồm ra là có thể xin tiền từ một thằng Tây bất kỳ. Hóa ra là bạn đang nói về Phoneton. Để mọi người có được cái nhìn rõ hơn về công việc này thì cơ bản đây là một công việc mà bạn trả lương theo giờ để ngồi gọi điện cho các cựu học sinh đóng góp tiền cho trường của bạn. Trường của mình thì là 8 đô một giờ và thường là tầm 4 đến 5 tiếng một ngày, 3 ngày một tuần thì phải. Thực chất y hệt với cả những cuộc gọi điện quảng cáo sản phẩm và hỏi xem bạn có muốn mua hàng hay không. Chỉ khác một điều là đây là để gây quỹ cho trường, còn những cái kia là để bán sản phẩm. Mình thì mình không rõ ở Việt Nam có hình thức này hay không, nhưng mà bạn có thể liên tưởng công việc này với những người như là nhân viên tiếp thị bấm chuông cửa và chào mời bạn mua hàng. Thì vấn đề ở đây là bạn mô tả công việc có hơi bị bay bổng so với thực tế. Thứ nhất, đây có lẽ là một trong những công việc dễ được nhận nhất mà lương lại cao hơn mặt bằng chung, nhưng không ai muốn làm. Bởi vì sao? Bởi vì nó nhàm chán, mệt mỏi và tốn thời gian. Thứ hai, nó chuyên nghiệp hơn những cuộc gọi điện thông thường ở chỗ khi một người được nhận, họ sẽ được trải qua huấn luyện như là cách thức vào đề, rồi cách hỏi thông tin, cách truyền tải thông tin, mà cụ thể là có một danh sách các câu nói bạn có thể chọn để nói qua điện thoại. Thứ ba là đoạn bài miêu tả phải sử dụng các kiến thức rồi kỹ năng các thứ khi nói chuyện với các cựu học sinh, nếu không bạn sẽ toi. Thì điều này thường là không đúng. Bạn có thể thoải mái luyện tập sử dụng các kỹ năng giao tiếp, nếu không thành công thì cũng không sao. Chứ còn toi thì có lẽ là chẳng bao giờ xảy ra, trừ khi bạn bỏ việc vì chán đời. Và điều cuối cùng là bạn cần phải hiểu cách thức gây quỹ fundraiser ở Mỹ như thế nào. Ở Mỹ, đa phần người dân ủng hộ fundraiser bởi vì đây là một cái truyền thống của họ, đặc biệt là về mặt giáo dục. Thế nên ở cả 4 bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học sẽ không có gì lạ khi thấy có rất nhiều quỹ và người ủng hộ thì vô số. Phoneton này cũng vậy. Nó thực chất là một hình thức gây quỹ qua điện thoại mà đối tượng hướng tới là cựu học sinh đã từng có quan hệ với trường. Tại sao lại là học sinh thì đơn giản thôi. Người dân bình thường không có quan hệ thì đóng góp ít hơn, trong khi cựu học sinh đã từng có quan hệ với nhà trường thì đóng góp nhiều hơn một chút. Đó là vấn đề của Phoneton. Và vì đó chỉ là một công việc đơn thuần trả lương theo giờ như những công việc khác, nó không thể có đủ cơ sở để chứng minh là bạn có giỏi tiếng Anh hay không. Thì đấy là Phoneton. Còn nếu bạn có thể xin được 1.000 đô từ một thằng Tây bất kỳ ngoài đường thì mình xin chắp tay bái làm cụ. Và tớ có một cái khát vọng, đấy là muốn người ta tin tưởng và đầu tư vào mình. Tớ muốn chứng minh là tại sao họ nên đầu tư vào tớ. Và tớ đã nói là FDI, vốn đầu tư nước ngoài, và Việt Nam cần FDI. Thế nên quan điểm của tớ ấy, là tất cả các du học sinh đều có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ với cá nhân bạn, với gia đình bạn, với mục tiêu của bạn. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ với đất nước. Tất cả các du học sinh bọn mình có một nhiệm vụ là vác tiền về, không phải thuyết phục một thằng Tây mà thuyết phục tất cả những thằng Tây có thể để đầu tư vào Việt Nam. Cái việc của bạn nhảy từ tán gái Mỹ này rồi Phoneton này sang FDI và nhiệm vụ của du học sinh là nó hơi bị khó hiểu. Cái này là nằm ngoài khả năng suy luận kém cỏi của mình. Tóm lại theo mình nghĩ là chừng nào bạn còn lấy việc tán gái rồi xin tiền ra làm thước đo trình độ của người khác thì những cuộc nói chuyện của bạn chỉ nên dừng ở mức độ chém gió thôi. Còn nói về nhiệm vụ của một du học sinh thì nó hơi bị xa vời. Cảm ơn đã nghe mình chém gió. Nếu thích thì like, nếu thấy hay thì subscribe. Đùa, trong có ý gì đâu. Mình cũng không phải là fan của kênh Mương 15-16 gì đâu. Nhưng mà quan điểm của bạn thế này thì rất tiếc là mình không giúp được gì.